Rồi xin chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ là làm video hướng dẫn cho anh em cách làm bắt chặn của cái cánh cửa lùa của bộ cửa trực quay cho anh em xem để anh em tham khảo ha. Thì đối với những cái cánh lùa của bộ cửa trực quay thì khi anh em mà đây là cái dây cố định nó nằm ở giữa hai cánh cánh mở ha, để cho hai cánh lùa nó sẽ là chạy vào. Đấy, nó sẽ là chạy qua bên đây. Thì khi giữa hai cánh nó nằm ở góc cuối này á thì nó sẽ là bị tuôn, tức là cái cánh lùa của mình á nó sẽ không xác định được vị trí dừng chân, gọi là dừng chân, để khi mình gài cái chốt dưới là lúc đó là mình sẽ là lúng túng, người sử dụng người ta sẽ là lúng túng về cái chốt gài, tức là cái lỗ đó nó sẽ không cố định, mà cái cánh này này người sử dụng người ta phải là đảo lui đảo tới để đúng cái lỗ chốt nằm chính ở dưới. Để chúng ta để người sử dụng sẽ chốt cửa. Cho nên hôm nay mình sẽ là hướng dẫn cho anh em làm cái chốt chặn, tức là gọi là làm cái bắt chặn để cho cánh cửa lùa này nó sẽ là đúng vị trí, là nó sẽ là ngưng lại và chỉ cần chốt là xong, không cần tìm vị trí của lỗ chốt, và cái cánh cửa của mình nó sẽ là không bị tuôn. Nhiều lúc mình cũng thấy là nhiều anh em làm bị tuôn cửa, tức là làm nó bị dư đi, nó bị tuôn qua, không đúng vị trí để chúng ta gài chốt. Thì hôm nay mình sẽ là hướng dẫn cho anh em làm cái cách bắt chặn một cách đơn giản nhất để chúng ta là chặn cái cánh lùa này đến đúng vị trí để chúng ta là chốt cửa của cái cánh cửa này ha. Thì bây giờ mình sẽ là quay video sát lại để cho anh em dễ nhìn thấy rõ ha. Rồi sau khi anh em đã làm cái máng cố định nó nằm giữa hai cánh cửa lùa ha, thì anh em sẽ là đo cho mình phủ bì của cái máng này là bao nhiêu, đo cần dài nhất ha, nằm chỗ cần nhôm nhá. Đấy, rồi sau đó anh em sẽ là chia đôi ra chính giữa cho mình ha. Rồi anh em sẽ là đánh dấu qua hai bên như vậy cho mình. Rồi anh em sẽ là lấy cái bánh xe, cái bánh xe chúng ta là gắn vào cái cánh này này. Khi chúng ta hàn chúng ta gắn vào đây ha. Rồi bánh xe này thì anh em sẽ xác định cho mình là được cái đầu nào đầu và đầu nào đuôi ha. Thì ở đây là mình, cái của mình là ở đây là đầu này ha. Khi lùa về hai cánh giữa đấy. Rồi trong cái hộp bánh xe khi chúng ta mua về thì gắn hai cái bánh xe vào về các vị trí rồi á, thì trong cái hộp này nó sẽ còn lại là hai cái nút mũ, hai nút mũ này này đó. Thì bây giờ anh em sẽ là lấy hai cái nút mũ này ra. Rồi anh em sẽ là lấy cho mình này cái nút mũ này, anh em sẽ là chạm vào cái thân bánh xe này đó. Rồi anh em sẽ là đánh dấu cho mình, được chưa? Đấy. Rồi lúc đó thì anh em sẽ là đo ngược lại cho mình, ở đây là nó sẽ là còn lại bao nhiêu. Ở đây tới dấu chấm của mình là nó sẽ là 2/2 ly. Đó. Thì đối với những anh em làm mà bánh xe xa ra đến đây thì anh em cũng làm theo cách của mình, thì nó chỉ khác về là chiều dài của thằng này là bao nhiêu thôi. Đó. Ở đây của mình là tới dấu chấm là 2/2 ly, được chưa? Đó. Thì anh em sẽ là nha, mình sẽ làm lại cho anh em xem nhá. Đấy. Bỏ cái nút như mũ này vào cái bánh xe này chính giữa này. Lúc đó anh em sẽ là thả xuống này, anh em sẽ chấm này. Được chưa? Đó, còn không thì anh em sẽ là bắn sát cái bánh xe xuống để chúng ta làm. Rồi, lúc đó thì anh em sẽ là đo ngược về lại xem đến cái dấu chấm này là bao nhiêu. Thì ở đây mình là 2/2 ly, được chưa? Rồi, lúc đó anh em sẽ là bỏ cái bánh xe ra đi. Rồi anh em sẽ là lấy cho mình là một cái tấm la cao hơn cái thằng này ha. Rồi, thì anh em sẽ là đo về ngược lại khi anh em đã đo bao nhiêu. Ở đây thì mình sẽ là, hồi nãy là mình nói là 2/2 ly. Thì bây giờ mình sẽ là 2/2 ly ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ cứ gật hai mặt như vậy, một mặt hai mặt gì cũng được, thì làm hai mặt đi cho nó chắc. Đấy. Rồi anh em sẽ kiếm cái gì gật thẳng qua một đường ha. Đấy, anh em sẽ là gật thẳng qua cho mình một đường như vậy này. Đó, hai bên như vậy. Rồi lúc này là mình đã đúng cái tâm của mình đúng không, anh em sẽ là đặt cái mức gật của mình này vào đúng cái tâm này, vào đúng cái vị trí của mình này, được chưa? Rồi đúng vị trí này. Rồi sau đó anh em sẽ chấm cái làm dấu ở đây này. Đó, được chưa? Em không biết anh em nhìn kỹ thấy không. Đấy. Đấy, như vậy là chúng ta đã có cái dấu này, thấy không? Được chưa? Có cái dấu rồi cơ, và chúng ta sẽ là quay phía bên này lại. Đấy. Thì chúng ta cùng làm như vậy luôn ha. Rồi như vậy chúng ta đã có hai dấu như vậy rồi ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ là khoan vào. Và sau đó anh em sẽ là lấy con vít mà chúng ta hay bắn ngói á. Đó. Chúng ta sẽ là bắn vào. Bắn vào cái dấu mà mình đánh dấu hồi nãy nha.
Rồi khi bánh xong rồi thì chúng ta sẽ là lấy hai cái nút mũ này này, chúng ta sẽ là đưa vào, rồi chúng ta sẽ là vặn vít lại. Rồi đây thì anh em có thể là nếu như mà anh em mà thấy mà con vít vàng hay bánh ngói mà nó không có chắc chắn thì anh em sẽ dùng con vít bánh tôn cũng được. Đấy, chúng ta ở trong cái mũ này thì nó sẽ có một cái lỗ chính giữa rồi, thì chúng ta sẽ đặt vào, chúng ta sẽ là xuyên thẳng qua thôi ha. Đấy, còn dư phía bên này bao nhiêu thì chúng ta sẽ là cắt bỏ đi ha. Đây, chúng ta sẽ cắt bỏ đi. Rồi, đây là mình đã cắt bỏ rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ là đưa vào, lùa cái cánh vào cho anh em xem ha. Rồi mình sẽ lùa vào này. Đấy, nó lùa vào, nó va chạm vào cái khi bên xe mình lùa vào thì nó sẽ là va chạm vào cái nút mũ này, nó sẽ là êm, rất là êm cho bục cửa của mình. Nếu như mà mình bắn cái đinh không á, bắn cái đinh bắn tôn không á, thì nó sẽ là làm rất là tiếng kêu rất là ồn ha. Cho nên là mình sẽ là lấy cái mũ này để chúng ta sẽ là bắn vào vị trí đó, để khi bên xe nó va chạm vào đây thì cái bên xe của mình á, cái cửa của mình á, nó rất là êm nhá. Đó, đây là khi mình lùa hai cánh lại thì nó sẽ là bằng mặt với nhau. Đây, nó sẽ là bằng mí với nhau. Đó, được chưa? Anh em nhìn kỹ nhá. Đó. Mình sẽ là quay sát lại cho anh em xem ha. Đây, anh em để ý ha. Khi mình lùa về này. Đó. Nó rất là êm luôn. Đó. Nó va chạm vào nó rất là êm này. Đấy. À, đúng ngay cái điểm tâm của mình khi đánh dấu này. Đó, hai cái nút mũ nằm trong này. Đấy, con vít này thì nằm chính giữa xuyên qua cái trên cái khung bao của mình. Đó, con vít giữa này này xuyên lên trên luôn. Đấy, cho nó chắc cái nó an toàn về cái ray giữa, nó chịu lực tốt hơn, trọng tải nó tốt hơn nha. Cái cách của mình làm là chặn cái bên xe nằm chính giữa là nó sẽ như vậy. Anh em có thể là làm theo cách của mình, còn hoặc là anh em có thể là làm theo cái cách khác, thì nó rất là nhiều cách. Anh em có thể là tham khảo để chúng ta là làm ra cho những cái bục cửa của mình nó sẽ là tốt hơn ha. Rồi cái video hướng dẫn cho anh em cách làm là nó sẽ như vậy. Video của mình đến đây là hết rồi ha. Xin chào tạm biệt anh em nhé.